phòng khách nó sẽ được rộng hơn một tí, bởi vì như thế này thì phòng khách nó chỉ bằng một cái phòng ngủ thôi, đúng không? Nó quá hẹp. Ở bên này thì Tôi cái nghĩ là thôi không có phòng khách gì nữa. thông luôn, nói chung là thông cả cái phòng này thông luôn, chỉ có mỗi ngăn cái phòng ngủ này thôi, ba Bây giờ phòng cái ngủ. nhìn buồn cười quá không nhỉ? Không, Không, như thế không, này không, là đẹp không. hơn chứ, bây giờ em nhìn như thế này đẹp hơn nhiều. Anh không thấy lúc mà anh em mình đi ngồi nhà của bé nôi nó bị ngăn cách bởi cái tường à? À, mình đi Như, xong ra tự nhiên luôn. đúng, bức tường này nó không có tác dụng gì. Lại lại lại. Không, cái đấy tùy gia đình thôi, cái này là có Anh thấy xây cái bức như tường thế này không hợp lý hơn. Bức Thì tường ngăn. Mang lên rồi chả lẽ lại để đây đúng không? Lên à? Xuống. Hôm nay hai vợ chồng có hộ làm lán không? Có. Nay chính thức là anh em thợ vào. Sáng hôm nay thì anh em thợ vào đã hoàn thiện là cái phần lán trại của anh em rồi. Đấy, cháu Hiệp vừa mới đem thêm ít tư trang của anh em thợ, cũng như là mua thêm sắt thép đến để mà chuẩn bị nó làm. Đúng ra thì ngày 28 âm là vợ chồng của Lý Quân đã khơi móng rồi. Đã ngày đẹp ấy, đâm ra là các em đã đổ một chút vào móng trước rồi. Thì bây giờ anh em thợ đến thì cứ thế mà làm thôi. Tuy nhiên thì cháu Hiệp vẫn phải đến để mà thống nhất cái phương án làm cũng như là đo đạc cái bản vẽ cho nó phù hợp cũng như là ok, sau đó thì anh em sẽ chủ động tự làm thôi, không cần phải cháu Hiệp sát sao quá nhiều. Thì anh em đã cùng nhau làm rất là nhiều chương trình rồi, và vậy là một lần nữa đồng hành với nhau. Ơ, hôm nọ hình như là Hoạt nó mua giấy thép ly thì sao mà không thấy à? Rồi em bảo mua rồi mà. Đây là chồng nó mang đi. Không mà, chồng nó bảo là không có. Thế thì chắc là Ngoạt quên. Có nhắn rồi nhưng mà quên. Chắc là nhà thì sẽ làm lại cái bên kia. Là đây thì nó là cái đường điện. Sẽ làm sát ở bên kia, cũng là đầu mùa bên kia. Không, vợ chồng này thì không phải lo đâu, này là rất là chủ động, anh em chỉ cần nói một câu là được hết chuyện đó các thứ. Đây còn có măng tha hồ mà đào, bây giờ là cứu khó lo ăn thì chịu khó đào. Phải dùng cái đầu chứ. Thế sao? Đầu chứ dùng đến. Chắc phải như chán thân. Có thích chán thêm thì sao mới mới hôn. Còn với anh Cường Cơn Tàu Lê ít thể nữa. Tất cả mấy người đấy. Xấu ấy. Đinh dình vào. Thế là 6 này. Cái gì nhanh lên. Anh gì à? Alo. Alo. Hết chuồng. Vâng. Mà mẹ không làm gì. Với cái chả đi. Cái chả đi. Anh ra không biết khẩu. Kể nó. Ít. 500 mà còn mật khoái là 600 ạ. Kể nó. Vâng. Cháu ơi. Đấy nè. Cô cứ cân đối xong mua bao nhiêu thì gọi cháu nhé. Hello.
Ok, thoải mái đi. Nhất nhất cái đít xe có được không? Thôi thả chú. Thôi cứ làm từ từ. Hả? Thôi cứ làm từ từ. Không phải vội đâu. Mà đấy. Mai phải xẻ thêm một bước đấy. Hết chưa? Hả Ly? Chưa ạ. Còn... đây 4 rồi. Còn 10 tấm nữa. Tôi cố gắng chở hết thôi, nhà của mình mà. Sau này còn đổ răng nữa, đổ xăng cầu các kiểu nữa. Còn đến. Sau này chuồng trại thì vẫn là lên đây thôi. Có được không đây? Không, cái này bác không tấm hồ của. Nhẹ nhẹ không mà. Cái thông đúng không? Nó khô rồi nó nhẹ. Thế tiếp tục nha. Anh tuyên lấy lâu nước lâu ra uống rồi đấy. Cái nữa không? Ê, bình thường. Để mà thủ công. Như thầm tăng lễ như đi. Không ngủ. Anh theo này. Đi tốt hả? Cứ nấu đĩa mặt. Tí nữa Lê đem thêm mấy giờ mới nhá. Vâng. Anh em để. Để. Nó ngủ nó phải chỉnh. Cần hồ đơn đèn cho đế. Bỏ chưa ra là sắp bên kia thế thì chết các thứ như đỡ phải đứng uống cái nốt nốt cay này bán em đó.
chồng của mình, chồng của chúng ta à. Cha để cho nó ôm cái thằng tóc, tóc đi đấy. Tóc của nó, tóc đi. Cái chăn có to không? Lắm không đấy anh dưới đây. Cái chăn có to không đấy, xem chở được không? Chăn này. Tải. À. Tải trắng. Cắt phần đấy rồi. Tính ra cái đấy cho ở dưới, cái đấy nó hơi co hơn cái bên này. Xong rồi để cái này làm là để dứa luôn. Chả kiểu gì cũng có cái sự xô sát đúng không? Không thể tránh được nhà nào cũng có nhé. Cái cơm cái này. Chỗ ngủ mình ăn mớ gì chiếc gây nó dư vào ấy. Xong. Ở đây thì tao mau hơi nhiều anh em cẩn thận nhé. Mình 6 người kể cả nó 10 người mình cũng không sợ. Mình có sai gì đâu mà sợ. Không sợ đồ đá anh em đội kia nó mượn đi thôi. Mình ăn xong ngủ ở đây ai dám lên nữa. Làm tại chỗ ở đây rồi ấy. Nó không dùng nhiều nó lại không trả. Mượn dùng nhiều nó không trả. Xe đi vào trong này rồi. Cái này thằng mày nè, phát hỏng 2 cân ở bên này. Chúng cứ bảo tí xe em tấn à. Rượu ngon và gái đẹp thì cứ gọi anh nhớ. Mày lấy thằng bánh không tổ về. Băng mày, băng mày chỉ lêu mà. Ông còn lực ở đây. Băng mày chỉ lêu không. Để viên cứ là phút cứ phải bần đồn để viên không. Cảm ơn mắt. Xin chào. Xong hết chưa? Lắp mic nha. 1 2 3. Khỏe thật đấy nhỉ. Nhẹ thôi. À. Có nặng bằng chồng mình không? Không. Chắc không rồi. Đâu bao giờ bế đâu mà biết nhỉ. Vâng. Mọi người ạ, à, hôm đó thì hai vợ chồng đã hôm 28 à? Ai đổ đấy? 28 à? Là em đổ à? Em với chồng mà. À em với chồng em à? Đổ cái gì? Đổ cái chân máu à? Này, anh em có đi với nhau không? Không quay cho nó thịt cả. Đào gì to thế, như kiểu hố cột thế. Này chỉ đến này thôi, đến này thôi. Đấy, móng chỉ đào tầm này thôi mà. Đào to thì chỉ có chết gạch mình, à chết vật liệu mình thôi mà. Nhà cấp 4 thì mình không cần đào to nha. Nếu mà nhà cao tầng thì mình sẽ đào khủng lên 30 phân, 40 phân là đẹp. Thế là nhà sẽ sát ở đây luôn. Đấy, nhà vệ sinh với nhà tắm sẽ sát bên kia. Nhà bếp bên kia. À, nhà chính lại ở bên này à?
Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà bây giờ vẽ như thế này rồi thì cũng khó. Đây là liên quan đến đường điện. Đúng rồi, tạt. Nếu mình làm tầm ở bên này thì nó sẽ sát với cái đường điện quá. Còn nhớ anh không? Hả? Có à? Sao không nhớ nhỉ? Vẫn còn nhớ là tốt rồi. Bây giờ là có thành quả rồi, các bác hỗ trợ rồi, vui rồi. Hai vợ chồng cũng yên tâm rồi. Có cúng không đấy? Đổ móng này có cúng không? Cúng không? Thầy cúng thì mình đi xem giờ. Xong bây giờ thích làm nào làm đúng không? Thường là thứ nhất là đào móng, đào nền, thứ hai là đào móng, thứ ba là đổ. Phòng khách nó sẽ được rộng hơn một tí, bởi vì như thế này thì phòng khách nó chỉ bằng một cái phòng ngủ thôi, đúng không? Quá hẹp. Ở cái bên này thì tương nhiên là thôi, không có phòng khách gì nữa. Thông luôn, nói chung là thông cả cái phòng này thông luôn. Chỉ có mỗi ngăn cái phòng ngủ này thôi. Ba cũng nhìn buồn cười quá không nhỉ? Không, thế này là đẹp hơn chứ. Bây giờ em nhìn thế này đẹp hơn nhiều. Anh không thấy lúc mà anh em mình đi ngồi nhà của bé nôi nó bị ngăn cách bởi cái tường à? Mình đi xong ra. Tự nhiên là bức tường này nó không có tác dụng gì. Lại. Không, thế này tùy gia đình thôi. Cái này là có anh thấy cái bức tường này hợp lý hơn. Cái bức tường ngăn giữa phòng khách với phòng bếp này nếu mà không thích thì nó sẽ rộng hơn. Còn xây vào thì nó đẹp hơn. Để rộng hơn thì hợp lý hơn, mình đi lại nó tiện. Đúng rồi, nó cũng ngồi được khoảng 2 mâm ở đây đúng không? Rồi, thế thì một phòng đây, một phòng đây, một phòng đây. Còn bàn thờ thì mình sẽ ở đây bức tường này luôn. Còn cái chỗ này thì không xây nữa mà là thông ra bếp luôn. Đấy là nhu cầu của gia đình thôi nhé. Thế thì đòi hỏi là gì? Là khi làm lợp mái thì cái chữ A ở trên này là sẽ phải làm A sắt to thì nó mới chịu được cái mái. Được chưa? Thế thì cái này thì không xây rồi, cái này nó cho ra cho đẹp thôi. Thì là cái gian phòng khách này là đâm thẳng một phát ra bếp luôn nhá, là thanh thang luôn. Đây là mẫu lần đầu thấy đấy, nó nếu mà lên hình thì khả năng là nó sẽ không được nhìn, nó không được đẹp đâu. Nhưng mà về công năng sử dụng thì nó lại cực kỳ thoáng. Nhưng mà nói sao thì nói, nó là bản vẽ thì mình cũng chỉ tham khảo thôi. Mình cũng phải xem là cái cuộc sống của mình ở trong bản, thống nhất là xây như thế nhá. Vì thật ra xây cái này lên thì nó đẹp thật đấy, nhưng mà nó không phát huy được cái gì, nó chỉ vướng mình ra thôi. Giả sử bây giờ mình để thông phát ra đây, mình ngồi một mâm, hai mâm, ba mâm, bốn mâm, đúng không? Đâu rồi, thế chốt là không có cái này nhá. Cái này là anh cũng rất là lắng nghe ý kiến của hai vợ chồng để làm sao nó phù hợp với cái điều kiện sinh hoạt và với cái phong tục tập quán của bà con ở bên này nữa. Đấy. Thì mình cứ thống nhất như thế nhá. Ok. Thế thì 3 mét. Cái này vẽ ra này, giữ cho độ. Đại loại là vâng. Vâng. 1 triệu miễn ship vào hướng được đâu. Vâng. Rồi, nó tạp cô. Rồi. Nếu mà để đằng sau này đằng một tí thì lùi cái xuống, cái này xuống tí nữa. 4 mét hà, cứ gần 4 mét hà. Nó nói chung là để lấy vuông cái chiều ở để lấy vuông cái nền nhà này. Hướng là đi đâu? Cửa nhà đi đâu? Thẳng ở chỗ nào? Thế thẳng cái này. Thẳng nhà xây tranh kia. Là cửa chính đấy. Bây giờ tìm được tiếng nói chung thì là tiếng nói riêng tiếp. Ốc của mấy tô rồi cá? Xi mét xi mét nghe à? Xi mét sắt hả? Tốt lắm đấy. Xi mét sắt hả? Đây.
bà hết rồi. Có mấy cứ sẵn là trong quy tắc mình phải đâu cứ đi giúp và giúp ông xin mấy nào bạn. Bạn ơi bạn đừng có nghỉ quốc nhé, tí nữa nó vào cái chân là đi về biển đấy. Ý cần gì đi về nước mà. Đi lấy được không uống. Máy mình đi đi. Còn thế. Nó mà ngồi một chỗ thì còn đau đầu nữa, đúng không? Ui ôi. Cái quốc còn to hơn của con rồi. Chấp nhận thôi nhỉ? Chấp nhận thôi, góc chéo. Mấy nữa mình khơi thêm được. Chỗ này khơi thêm được. Ra cái rãnh mà mình đổ được bê tông thì gần khoảng 20 phân thôi. Cho rãnh ở đây nhé. Cái kia nó rãnh chẳng. Kém. Rãnh tính cũng cẩn thận đi. Phải thắng hầu. Đó, còn một giá ra. Nhúc lên trên đây. Chúc tuôn là tuôn lán mô gì chờ hở lán tuông lán đi cán ốc tham qua tham được cái ao lại cầm mười phân rồi đi để đi để nó lắp nó đưa này coi là bên này đây tụt con này thì lên nữa. Thế thì sân rộng ô nhờ sân sân là tẹt ga luôn nhưng mà phải lấy cả bên này. Nào cấp sắc là phải 10 người à? Ra đo sao 10 người là làm như nào? Bên kia. Thằng bé kia, lấy dao vào đây. Đo xong. Là phải có 10 người ngồi đấy. Quay ăn đi. Đăng nhập vào. Ờ, ra bên này quyết được. Cấp sắc cho hai cái đứa con. Hả? Để mình làm chưa? Hai cái đứa. Em bảo không để con gái, để con trai trả bài cấp sắc à? Cái để khu vui chơi với anh nhớ. Căn thì nó tròn nha. Nghe theo cao, căn đó mới căn đấy. Dù cần nghe rõ. Lại còn có kiểu thế đấy nữa. Thôi là không được tập quá như phút nữa. Cuộc sống sinh hoạt của bà con. 7 phút anh Dung lên. Và đặc biệt là những dân tộc tự khác các bạn nhé. Cháu Thuyên thì không biết nhiều về dân tộc Giao. Tuy nhiên thì dân tộc Giao là một đúng rồi mông bút bút hiền tiên đi đẳng phí biết không đâu đâu đến chưa để phốt thích đó. Liền hay là thích làm riêng ở ngoài làm rồi đang rồi thì đào ra khỏi bên bóng này nhé đến mình mới ống ra xử lý dễ hơn mình đạp chung thì mới nữa đi vệ sinh 5 năm đầy luôn rồi thì khó mà hút lắm. Được thôi, mình có đất thì mình làm rời tốt hơn. Người ta ở dưới phố nhà ống thì bắt buộc người ta phải làm là hố phân là ở dưới nhà thôi, chứ còn mình có đất thì mình cứ làm ngoài. Xong là đậy nắp vào, xong trên đấy mình lại xây dựng khác vẫn bình thường. Tiền tàu đây, không biết rồi, miếu rồi, xúc này đây. Đấy, hướng nhà là cứ phải trực diện vào cái nhà xây bên kia mọi người ạ. Rồi cái hướng nhà cũng như là
hai lần mới đến được á, một lần hợp với tuổi của gia chủ đến được không? Chỗ gia đình em Ly Quân cũng đã có cái sự chủ động rồi, do vậy là anh em thợ cứ thế mà làm thôi, không cần phải tìm hướng hay gì nào cả. Đầu này ra. Hôm nọ đào cái nền này không thấy hũ vàng nào à? Ngày xưa các cụ phải chôn ở đây vài chum ấy nhỉ? Các cụ chôn các cụ ấy. Mày đóng rồi. Con cá bút âm lơ. Cầm mấy chút bút để chúng tao. Chúng mơ chúng phải lệ. Đầu tiên xuống cái chân lọc. Đánh sướng mày. Nước đi đâu mà, thấy chưa? Sao mà không bơi được đâu đấy nhá. Nhá. Mình quay. Cứ có tụng, có tìm. Đấy á, đã đúng. Ngạc tin. Cái gì có ba có sen mẹ cũng nghĩ lắm. Qua. Đèn cửa chính. Thế rồi bạc à, 500.000 một lít ạ, à, mua 2 lít được miễn phí ship ạ. Ao. Nó khoảng 600 bà nhé. Trước cháu còn bán 700 đấy. Phải biết vấn. À không phải đâu bà ơi, mật ong rừng mới là 400 ạ. Thúc ca. Bà nghe cái chữ khoái nó đã khác rồi. Thúc lăn, bánh thúc lăn thì không vừa. Anh bảo em giữ bỏ mic ra luôn cho nó nhanh. Xem cháu vuông quá rồi, vuông quá. Vào phần đây đấy. Tự chỉnh nhẹ thôi. Ok. Nó cày của hồi, cảm ơn của hồi gì nha, cả lại. Ship bơn. Em mới ship phần đêm. Cháu nhà người mà đâu. Phải học làm
bây giờ mình thử lại hôm qua thì con đang bận. À ok không? Đúng không phần này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôn Bùng ạ. Xã Tân Hiệp. Đầu lại bắn. Ở đâu Hải Dương có nhà? Hà Kim Thành à? Hà Tắc không? Này không? Cái ngáp ăn hầu lại mi cứ nhìn lại cái xiết đó. Anh Hiệp đi Hà Giang, cái bức tường sau anh Hiệp ơi. Anh Hiệp ơi. Dầu lóc ăn tốc lại. Ê, tao có đi đâu. Nói không được cái. Tên, phải tên, phải tên. Qua đi đấy. Cho bố phải cáo nữa. กว่าอินกว่าแกปล่อยกว่าตากว่าตากันหุงกว่ามาตากันโหตากันหุงกว่าโหตามันสิตาอาบันเบ้โหบันเบ้เอาไปกันเฮาเฮาอินทุกเอาส่งคืนนับเฮาอยู่ในใด Thôi, phải rồi, không biết đâu. Thôi hiểu không? Nói rồi. Đi. Cắm cân mà tắt cân đúng không mà? Thì hùng cũng luôn cho hùng không? Mít có mấy củ bé à không? Mừng cả cho bớt cả. Đó. Còn chạy. Đây hai. Xuống mấy đồ lọc bắn bông. Không mà hết một. Lấy con Phố buồn màu nhớ không em. Vòng. Cái bảo mày thì bắt đéo lấy gì. Cho lên trên hẳn đi, nó không vướng.
nó còn vướng mình đào cái này đấy. Ba, ấu thèn, ấu thèn cứ hứt lên đầu có được cái ngón mồm cao lên. Đầu lớn cũng để một tóc không luôn. Mai mà bắn bắn đi hao trả dược lắp lên như lâu thì sao đi ông mình nhìn tật thì ta luôn tôi ta mở chiếc đằng này chồng ủy ban trả phạt chứ tìm ra anh em cứ nấu cơm nè, cho em một suất em mà lấy lên cho. Ngắn này. Ê rằng đông nhiên. Tô hồ sát ra đấy. Tô hồ sát tí phá mét tí đi. Chứ số ở đây ăn ngăn đá cơ phủng một chiếc mẹ. Nào hả làm như ao. Nước thì lấy đúng không? Cơ bụng. Nó chạy mà đằng nào chạy chứ ta áo mù chứ cho xa một tí vậy đào đây đây tiếp áp máy rồi bút đó quay sát xong chưa thầy của mấy hà ra đó ừ mẹ của mấy hà ra mẹ vai trưởng hai ngày tổng hợp lại được thế thôi chị ạ đơn chạy bên này để quên em để xe mày như thế thì mỗi lần chụp được bao nhiêu ảnh chồng ờ được khoảng nó tính ra khoảng 10-20 cái mà chụp nhiều thế này để làm cái gì để bắt chọn khoảnh khắc ấy có những lúc mà mình nhắm mắt này nhếch môi này nhếch mép thằng hiền mới chứ mà đúng không nhiều đấy cẩn thận riêng mình rất thích bắt ăn rất thích đi đào mang nước nhưng mà không ăn mình từ bao nhiêu mình rất thích đào đến mang ở chỗ nào mọc mình rất thích nhìn chứ ở bên này ít mưa quá nên là nó mọc chậm cũng như gái ấy nhỉ chơi thì không được nhiều đâu nhưng mà thích nhìn thế thôi làm nháy xong chỉ muốn đạp đi thôi đúng không cái là mét nào chứ thủng mét chứ nào bộ tàu lăng thủng mét này cái mét á bộ tàu lăng hai mét rưỡi hai mét rưỡi đi ăn năm cân đã bắt xong chưa hôm nào trời nắng nắng đi lên chỗ nhà thằng xác cụt kia đi đào măng sớm bên đấy mình mong nhớ hôm nào mưa nó mới ấy chứ nó mới bên đấy mưa mẹ mưa gần tháng này rồi không ạ à
hái bắt tôi hái với bác. Thế này chuẩn bị chuẩn bị hạt đâu? Đấy. Bác bắt tôi có hái bắt này. Mang đây. Ừ mới đi đây. Nó vẫn làm một lượng có một cái lối đi mà khoảng 50 phân, có lối đi 50 phân, 30 phân một tí mà. 40 phân. Bây giờ em về nhà anh ơi. Trong mở được, mở vào trong mà. Bây giờ em về nhà. Ừ. Mở vào trong nó mở vào trong mà có mở ra ngoài đâu. Cái góc chỗ này hai mét dưới thì sao? Có cửa vào nữa. Cái gì mà không cửa? Cửa từ đây vào mà. Ờ. Cửa đây đấy. Buông đấy. Cửa buông này. Bỏ miệng, bắt đủ cá tao đó. Kéo tôi anh tưởng anh xe trong chân gì? Từ từ. Bây giờ phải check ra ngoài này khoảng 50 phân hay là khoảng 1 mét. Không phải check cái cửa này đây, đang liên quan đến cái cửa chỗ này đây. Cái chỗ này là có bức tường sang đây rồi. Đấy. Là cửa này, ở đây. Cửa tường tư gần rong rong bên này đang muốn làm cả cái cửa bên này, cửa này cũng sát ở đây. Cửa này sát ở đây, chỗ này với chỗ này thì ngắn mét này đấy. 2 mét thì lại cái buồng này bé quá. Buồng này thì 2 mét thì nhưng mà nó dài ra đến bên kia mà. Thôi đã thụt xem em một tí. Cho mình đặt cái giường ngang như này. Từ từ nghĩ kỹ xem nào. Thế sao không làm hai? Làm em ăn nấu kìa. Đó đấy, buộc xẻ nè. Tao sau kế vài tí mù. Nhà nào cũng vậy thôi. Cái đất này sẽ đi vào đây. Thương nó ra được cái gì hay như nào? Ở nhà ai có cái mô tả đấy? Có. Đất này có là đất chỉ của các bạn. Đi lấy cái cho các bạn đấy là đập đá học này. Có được đập đá đấy. Một cái này. Một cái này. Trong các cái căn nhà mà anh em đi làm thì căn nhà này gần như là cái mặt bằng nó rất là rộng. Ôi, rất là to, dài nữa. Ô, rừng gì đâu. Lá khế cái này. Chồng Quân đi làm được việc chưa hả? Chưa làm được á? Nói tao có mồm lách kéo cổ.
Tao đấy. Đang ăn bánh tây ăn rán tôi đây không? Mày quay video nhá. Ăn ngắn cân nữa. Cân đến đâu là mình đấy. Lão đai mới tốt, lão chất đai là lại số là chống đan đây, bà mấy lâu bằng mi rồi. Sắt đai đến đâu thì cắt đai đến đấy. Xong xong mèo mà vẫn tốt thứ rồi nó. Sao máy em giữ chi tiết tốt không anh được. Đấy, zoom lại kỹ. Bây giờ em zoom được máy của em xong xong là chụp ảnh lại xong với máy của anh xem. Không nét bằng nhau đâu. Của anh máy anh nét hơn chắc. Của em là zoom zoom điện tử thôi. Đây là zoom zoom lens luôn. Có bao nhiêu chấm nó vẫn ở đấy chứ nó không bị mất đi đâu ấy. Ví dụ như là em dùng máy của em. Máy này đây nó bị lem thật. Lem nhiều ấy. Không lem đâu. Đâu, cháu không quay. Đang ngồi nói chuyện với anh chồng tí. Tâm sự tình cảm anh em. Thuốc làm được nhau. Nằm tiên cơ. Mấy con lột tao đã học lòng mát rồi. Cái bê tông bao giờ cái sắt nó phải phần giáp ở ngoài.